Mình ăn gà, anh Mít đang ăn gì đấy nhỉ? Không nói cho nào, ăn vợ gì mà phải gì. Kiều không có gì, ta bảo mẹ đi, mẹ Kiều chưa về. Hát là nước rồi, không cần gì. Chưa phải cái cơm, nước nha. Nước, chấm hát. Người ta ghi này là ai cho các ạ? Người ta qua đây. À, mẹ xé ra đi. Rồi, rồi. Đây, mình sẽ xét cái đùi cho bà đây. À, đây, bà ngồi đi rồi. Đây. Lại hôm nọ thấy ai nó thấy bà ăn chục chiếc vào cái gà mà đi. Mẹ ăn đi, đây là. Đây là phần đó. Thế mà vợ xéo cho chồng cái này có phải nói là đến. Ngon này còn gì đó. Biết ăn gì. Ôi ngon không. Ui, còn mua kìa. Ui, cảm ơn. Cảm ơn mẹ nha. Ui, còn mua kìa. Ui, còn mua kìa. Nhân to nha, con kìa. Chúng ta dọn này thế được. Đây. Hay không? Thì không ăn thế, ăn kén nha thôi. Nó thêm cái cánh thì có da.